Ổng tiếng máy nó kêu kinh khủng thật. Ông nghe này. Úi dồi. Trắng bóng luôn. Quá khiếp luôn ạ. Rồi ok, chào em nhé. Đấy, thì tối nay thì nhận một con máy của một khách đây. Thì con này là con máy của anh Văn Tân nhé. Văn Tân, đấy con này thì cũng khá là to luôn. Rồi, khu cho anh em xem nhé. Con này thì anh này cũng gửi cũng lâu rồi. Hôm nay mới có thời gian để mà kiểm tra đây. Đấy, rồi. Còn đây là cái tình trạng máy nhé. Máy không kêu này. Với lại là thay cái chế độ băm và lì. Và bỏ cái chế độ băm 6 chế độ nhé. Ok, đấy, rồi. Thì anh em nhìn cái hộp hộp inox này thì cũng biết con này là con của máy của A này nhá. Đấy, con này thì nhớ anh em bác trên trên hội nhóm thì cũng biết khá nhiều này. Con máy tai tiếng luôn. Rồi, con này là con máy của Mạnh Hùng nhé. Mạnh Hùng này. Đấy, con này thì trên hội nhóm Phây là cũng rất là nổi rồi. Mình cái này thì mình cũng không chắc nhiều nhé. Đấy. Rồi, thì con là con máy của anh Văn Tân gửi sửa nhé. Hôm nay thì mới có thời gian để mà lô ra kiểm tra đây. Đấy, rồi. Con này to giá man luôn. Anh em xem này. Đấy, bề rộng là nó dài hơn cả là cả một găng tay này, còn cái chiều dài này đấy đúng bằng hai găng tay luôn. Đây, con này to giá man luôn, cực kỳ nặng nhá anh em xem này. Đấy, nói chung lâu lâu nhận được cái con to này thì sửa nó cũng khá là êm nhá. Đấy, rồi ok, bây giờ mình sẽ thành mình vác ra rồi mình show cho em xem bên trong một con máy của anh Văn Tân nhá. Con là con máy của bên Mạnh Hùng nhá. Đấy, Mạnh Hùng đây, con máy tai tiếng luôn. Ok. Đấy, đây là cái vỏ inox này. Mình nghĩ là cả thì anh em không nên làm cái vỏ inox đâu, bởi vì nhìn nó cũng khá là nguy hiểm nhé. Đấy, đã đụng đến điện áp cao thì nên xài những cái gì nó cách điện ok hơn, chứ xài cái vỏ inox này mình thấy là nó cũng không an toàn cho lắm nhé. Mặc dù là nó làm ok nhưng mà nhìn nó vẫn không an toàn nhé. Đấy, mình thì không bao giờ chơi với inox nhé. Rồi ok, đây là bên trong của con máy của anh Văn Tân nhé, con máy của Mạnh Hùng đây. Đấy, em xem sơ qua con này nhé. Con này nặng vãi chưởng mà. Con này đi cầm tập tạ là ok luôn đấy. Nặng vãi chưởng luôn. Đây. Con này nếu mà cầm một tay nhấc lên thì nó cũng hơi bị oải nhá. Nặng vãi chưởng luôn đấy. Rồi. Thì con này thì nó chạy cái cấu hình là hai bo công suất trời này. Và chạy một cái phần băm nhá. Đây, chạy có một phần băm này, 6 tụ này. 1 2 3 4 5 6 7 tụ băm này. Đấy, và 6 tụ nguồn này. Chạy hai cái phần công suất trời nhá. Và cũng hai biến áp này. Ok. Đây, xem con này là con bao nhiêu phép nhé. Rồi, ok. Thì con này là con 40 phép nhé. Đấy, bên này 10 này, 10 này, 20, 40 này. Đấy, thì con là con máy 40 phép nhé. Chạy ở phần băm đây. Đấy, con này là con máy của bên Mạnh Hùng. Úi dồi. Con này là mất đôi quạt đấy mà. Biết là ai tháo nguyên cái quạt này. Còn đúng một cái một này. Bên này mất cái quạt này. Úi dồi. Con này mà mất quạt một phép một thì nói chung là nóng cũng thấy bảo có nổ luôn. Cái này thì tính mình sẽ lắp quạt mới nhé. Con này cũng mất một quạt này, con kia còn một cái này mất tiêu này. Rồi đấy, thì là con này thì đầu tiên ấy là khách tình trạng là máy không kêu đấy, thì mình thấy là ở đây có con phét đang bị cháy con chở này. Đây có một con chở đang cháy này. Đấy, con này thì phải kiểm tra lại cái phần công suất nhé và kiểm tra phần băm nhé. Đấy, rồi thì con này là khách đánh một vợt. Thứ hai nữa đó chính là khách đầu tiên là khách yêu cầu là mình làm cái phần IGBT. Nhưng mình tư vấn ấy là cái con này nếu mà khách đánh nước ngọt đấy thì nên chơi LC, còn nếu mà nước đục nước tạp chất đấy thì nên dùng IGBT. Nhưng mà khách thì khách đánh nước ngọt đấy, cho nên mình cũng tư vấn là đánh vẫn dưới cái phần băm nhé, đấy băm LC vào ta. Ừ, con này đó vẫn dùng băm LC nhé. Đấy, vào ta tí mình kiểm tra lại biết ngay à. Ok, rồi còn mặt trước thì con này nó vẫn dùng là băm 6 chế độ này. Đây, băm 6 chế độ này thì là khách yêu cầu là làm lại thành hai chế độ, tức là chỉ có băm và lì thôi ấy, chứ không dùng 6 chế độ nữa. Khách thì chỉ dùng là băm và lì, chỉ hai chế độ thôi. Ok, thì mình tí mình cũng làm cho khách là thành hai chế độ nhé. Ok, anh em nhìn xem sơ qua cái máy này nó khổng lồ vãi chưởng luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thành mình bung hai cái phần công suất ra, rồi bung phần băm ra, mình kiểm tra lại một lượt nhé. Đấy, nói chung làm con này nó thành nó ngon lành luôn. Ok, kiểm tra hết lại nhé. Đấy, nó dạng như là kiểm tra tổng quát đấy. Đại vì con này nếu mà anh em không kiểm tra kỹ càng lại đánh nó rất dễ bị chết tiếp nhá. Cho nên là những con to này anh em phải kiểm tra kỹ càng lại đấy, cho nó tổng quát là hết nhá, rồi thì mới dùng ok được. Rồi đấy, đây trông nó rối ngoằn ngoèo luôn. Ok, con này thì vẫn chạy cái phần gia động thường thôi, 3K3525 chứ không có phải là MCU các kiểu đâu. Úi trời, to giá man luôn.
Được cái là con này nó làm cái vỏ inox thì mình thấy là nó không an toàn nhá. Đấy, mình là không bao giờ chơi với inox hoặc là chơi với kim loại. Tại vì là nhiều khi ấy, nó không may ấy, nó phóng điện ra giật cho phát một là nhảy cứng ấy. Ok. Với lại là đi thuyền nó cũng nguy hiểm nữa cơ, cho nên là đã chơi cái dòng này thì em không nên chơi cái vỏ inox. Đấy, cứ một là vỏ nhựa, hai là vỏ gỗ chơi thôi. Chứ chơi với ba cái dòng kim loại này nói chung là nhìn nó an toàn nhưng mà thực tế nó vẫn nguy hiểm nhé, chứ không an toàn đâu. Sau một hồi vật vã thì mình đã tháo thành công ba cái bo rồi nhé. Đây, hai cái bo công suất và lại một cái bo băm này. Ok, đây là cái phần băm của nó nhé, cũng nặng giá man luôn. Ui rồi con này nói chung là cũng đã bình, mình nghĩ là cũng đã từng sửa chữa rồi. Đây, hàn bét hết mạch này, cầu đấu lung tung này, con này cũng mình nghĩ là cũng đã qua sửa chữa rồi nhé. Đấy, cầu các kiểu mạch các kiểu này. Ok, thì đây là cái phần băm của nó nhé. Thì con này là con băm LC thôi. Đấy, băm LC thôi. Đây, băm LC 4SR này. Đây là hai con khác này, đây là hai con khác này. Ui rồi băm hai con khác nhau luôn này. Đây là hai, mình nghĩ là con BTW hoặc là con BCE này. Đây là con khác này. Đây, đây, đây là cái phần băm SR này. Còn đây là hai cái phần công suất này. Đây là phần công suất 20 V này. Vẹt bật này. Con này mình nghĩ là không biết là có phải bên Mạnh Hùng làm hay là ấy không, mà mạch này hàn cũng khá là nhòe nhé. Đây này, hàn khá là nhòe này. Đấy, chắc là cũng đã từng qua sửa chữa rồi, mình đoán là vậy nhé. Đây, mạch này hàn, chân hàn cũng nhòe hết ra này, nó không liền mạch này. Thì hai cái bo này thì bắt buộc là mình cũng phải tháo phét ra để mình kiểm tra lại một lần nhé, xem nó có đảm bảo là nó sống hết hay không nhé. Đấy, nói chung là máy về tay mình là mình đều kiểm tra tổng quát nhé. Đấy, thì nó mới chắc được, chứ không mà kiểm tra mà cứ lắp vô ấy, đánh nó sẽ chết nữa nhé. Nó thì nó sẽ mất uy tín. Cho nên mình cứ về là mình kiểm tra tổng quát lại một lượt. Đấy, cho nó chắc chắn là máy nó sẽ không bị lỗi gì nhé. Đấy, tuy là giá nó hơi cao ấy, nhưng mà nó đảm bảo cho anh em là máy hoạt động ok và không bị lỗi nữa. Chứ còn mà kiểm tra đại khái không ấy thì là nó rất dễ bị lại nhé. Đấy, cái này thì tí mình sẽ kiểm tra là hai cái công suất nhé, để cho nên đảm bảo là linh kiện của nó chạy ok và không hề bị chết nhé, thì nó mới đảm bảo được. Ok, đây hai bo này tổng sẽ là 40 V này. Đấy, anh em xem mặt hàn nhé. Đấy, mình thì để đây thôi, còn em đánh giá sau thì em có thể tự đánh giá của máy của Mạnh Hùng nhé. Đấy, chứ mình không có ý kiến gì nhé. Rồi, còn đây là phần băm thì tí mình cũng kiểm tra lại cho khách nhé. Đấy, ok, dàn tụ băm này, dàn tụ nguồn này, hai cuộn cảm này. Đấy, đây mặt chứa, đây mặt chứa thì chỉ hàn hàn nó cũng không có liền mạch nhé. Đấy, nói chung là hàn nó cũng hơi bị nhòe nhé, anh em nhìn này. Đấy, hàn nó cũng hơi bị nhòe nhé, chứ nó không có liền mạch đâu. Đấy, còn chất lượng hay sao thì mình cũng không biết luôn, mình chỉ quay thế nào thì mình quay cho anh em xem thôi. Đấy, còn đánh giá thì em có thể tự đánh giá của máy của Mạnh Hùng nhé, không biết là bên Mạnh Hùng ráp hay bên ai ráp đây. Đấy, hay là đã qua sửa chữa hay chưa. Còn đây là cái vỏ inox này. Đấy, ôi, bẩn khá là bẩn luôn, tí mình cũng vệ sinh lại nhé, rồi gắn thêm cái quạt cho khách nhé. Đấy, ok, thì một cái mạch công suất nó đã được lên bàn bàn mổ rồi nhé. Đấy, thì cái con này mình nghĩ là nó bị lỗi thì nói chung nó cũng có nguyên nhân nhé, anh em xem cái đường mạch hàn này. Đấy, còn là mình biết là cái ông này là máy nó có ok không, nhưng mà anh em nhìn cái đường mạch hàn nhé, nó rất là ẩu nhé. Này, em nhìn này. Đấy, cái mạch này mình không biết là đã qua sửa hay chưa. Đấy, hoặc là đã các kiểu hay chưa. Nhưng mà anh em nhìn cái đường hàn này. Đấy, nó không hề có một cái sự liên kết nhé. Đây, em xem hàn này. Đấy, anh em so sánh mạch hàn nhé, nó không hề liên kết với mặt luôn này. Đấy, cái này chỉ giống kiểu là mình đắp chì vô là xong thôi, chứ không có để cho nó chì nó tan chảy ra. Đấy, hàn kiểu là hàn ẩu ấy. Đây, cái đường công suất chân hai nó cũng không hề đắp đàng hoàng này, nó chỉ hàn nó nhét mạch ra này, thấy không, nó nhè hết ra này. Còn cái phần chân ba thì đập nó không không được đều chì này. Đấy, nó cũng không được đều chì này, và cái chân ba hàn vô này nó cũng không có cái sự liên kết nhé. Đấy, thì thành ra là máy chạy ấy, nhiều con chạy dòng cao ấy và nhiều con chạy dòng thấp ấy thì nó sẽ lệch nhau, và nó khiến con nóng con không ấy thì là máy nó sẽ lâu ngày ấy, nó sẽ rất dễ bị chết phét và gặp lỗi nhé. Đây, ngay cả cái đường hàn chống ngược nó cũng không được đều này. Đấy, rồi anh em xem mạch sơ qua rồi tự đánh giá chất lượng nhé. Cái này thì mình không biết là máy này là máy người khác ráp hay là máy đã từng qua sửa chữa hay chưa, nhưng mà mình thấy làm sao ấy thì mình đều chia sẻ cho anh em như vậy nhé. Đây, nói chung là về cái chất lượng hàn, chất lượng linh kiện hàn lên ấy và chất lượng thẩm mỹ ấy, thì nó chỉ nằm khoảng tầm là 5 trên 10 thôi, bởi vì là mình thấy là nó hàn quá xấu nhé. Một điều thôi, mình không chê đâu, nhưng mà thật sự là cái này nó hàn quá xấu nhé, hàn quá xấu luôn. Đấy,
hàng quá xấu nhé. Thì đây cũng là lý do mà khiến máy này nó bị lỗi, cũng là do cái đường mạch này nhé. Đấy, hàng rất xấu nhé. Đây. Rồi. Chờ cũng là con này con kia nhé. Anh em xem này. Đây, cái này thì mình chắc chắn luôn là con này là có người khác ráp, hoặc là một ông thợ nào đó không chuyên, hoặc là ông thợ đó sửa máy không chuyên nhé. Đây. Đây là cái lỗi cực kỳ nghiêm trọng này. Em xem này. Chờ này chờ khác này. Chờ này chờ khác này. Đấy. Em xem là dùng chờ khác nhau nhé. Dùng chờ hoàn toàn khác nhau nhé. Không hề giống nhau nhé. Đây này. Đây là con khác này. Đấy, đây là con khác này. Đây là con khác này. Đây, à không, con này con sẻ. Còn cái phần mà chở kích này. Con này con khác này, con này con khác này, con này con khác này. Con này là con khác này. Đấy, nó dùng lung tung à. Đấy. Cái việc mà dùng chở lung tung này thì nó cũng đã sai rồi, thì nó cũng khiến máy là đứt đánh lâu ngày nó sẽ bị lệch vế rồi chết phép rồi. Đấy. Nói chung là về cái chất lượng thiết kế ra cũng như là chất lượng hàn mạch thì mình chỉ đánh giá con này là 5 trên 10 thôi, bởi vì là nó quá xấu nhé, nó quá xấu đấy. Rồi, ok, thì mình vừa mới đo lại cái lô phét nhé, chung là đo lại cái nội trợ xem mà nó còn tốt được không nhé. Rồi, tí nữa mình sẽ thay lại hết cái dàn trợ kích nhé, cho nó đều hết luôn nhé. Nói chung là cái gì không ổn ấy thì mình đều thay mới luôn cho nó an toàn đấy. Nói chung là làm con máy này nó theo cái cách của mình ấy, đó, mình muốn đảm bảo là nó ok nhất. Ok, làm từ đầu đến cuối cho con máy này nó ngon luôn đấy, làm theo ý mình nhé. Đấy, ok, chứ không phải là sửa giờ giờ giang giang đâu, như vậy thì nó rất dễ bị tái lại, cho nên là mình cứ đã làm ấy thì phải kiểm tra toàn bộ hết nhé. Đấy, tuy là hơi tốn công tí nhưng mà thôi, làm cho nó ngon này luôn. Rồi đắp lại đường mạch cho nó ok hết này, rồi làm lại đo đạc lại linh kiện này, rồi các kiểu nhé, cho nó ngon lành luôn. Ok, rồi bây giờ mình cái này mình đắp lại phét, rồi kiểm tra những cái linh kiện xung quanh nhé, tần số rồi các kiểu nhé. Đó, rồi tí nó dán lại cái dàn tụ nhé, tụ lung lay các kiểu này đấy. Rồi tí nữa dán lại đấy, rồi kiểm tra lại một lần nữa, rồi đo áp nhé, rồi thử tải nhé. Đấy, thử tải xem cái phần này ok chưa đấy. Rồi, ok, hiện tại bây giờ đang là 2 giờ sáng nhé, 2 giờ sáng đây. Đấy, mới đi kiểm tra đến cái phần băm nhé. Hai cái phần công suất kia kiểm tra lâu muốn rồi con luôn. Ok, thì sau một hồi kiểm tra thì cũng có xong rồi. Úi dồi, kiểm tra xong hai cái phần công suất phải nói luôn là nó bị nặng cực kỳ nhé. Đấy, kiểm tra hết toàn bộ luôn, mệt vãi trưởng mà. Đấy, hai cái phần đó thì nó chết phét khá là nhiều và nó bị hỏng khá là nặng nhé. Đây, 2 giờ sáng mới kiểm tra đến cái phần băm này. Đây, đây là phần băm nhé. Đấy, rồi. Đây, thì con này băm nó dùng là 6 tụ đầu ra nhé. Đấy, 6 tụ đầu ra này. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 tụ băm nhé. Hai cái cuộn càm này. Đấy, và nó dùng 4 con SCR nhé. Ok. Thì cái phần băm này thì nó chạy cái hệ nhân áp nhé. Chạy hệ nhân áp. Đây, mặt dưới là câu này, chở răng ra ngoài này. Đấy, câu mạch là bét hết la này. Em xem mấy đường hàn nhé, hàn nó không được liền mạch này, đường mạch thì là chỉnh sửa bét hết mạch ra này. Đây này, câu này, ui dồi ôi, thế này mà máy nó không chập nổ thì nó cũng hơi tái mà. Đấy, không biết ông bác này quảng cáo sao chứ nhìn cái máy này mình thấy là nó xấu quá trưởng luôn đấy, nó xấu quá trưởng luôn đấy. Ok. Rồi, ok, hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng nhé, 3:30 sáng đây. Mình đang lắp ráp rồi mình tiến hành mình cân áp nhé, rồi mình đo áp nhé. Đấy, kiểm tra áp các kiểu xem là nó đã đều chưa nhé, rồi test lại cái phần băm này, rồi thử cấp tải nhé. Đấy, hiện tại đang trong cái quá trình mà mình cân áp đây, cũng như là mình đang thử áp đây xem mà nó đều áp chưa nhé. Thì là cái con này ấy, nó chạy dạng là hai con mắc song song đấy, tức là hai con này đấy là hai con chạy song song sau cầu diode. Thì nói chung cái kiểu dạng chạy như vậy ấy, thì là nó tích chế nó hay bị hỏng vặt nhé, cho nên là cái chỗ này thì mình không có ưu tiên anh em làm nhé. Đấy, thì cái bản đốc con này thì nó thiết kế theo kiểu là hai cái này ấy, hai cái dàn công suất này ấy, nó chạy song song sau cầu diode đó. Ok, rồi nó chạy thông qua một dàn tụ này. Đấy, như nó như vậy nhé, cho nên mình phải cân áp ký nhé. Ok, thì hiện tại đang trong quá trình mình cân áp đây xem nó có đều chưa nhé. Đấy, rồi mình thử cấp tải xem mà nó như thế nào nhé. Đấy, đây đang là câu các kiểu này. Đấy, đây phần băm này nay mà nó nổ một cái một thì đúng là thật là chắc là cũng hơi bị thốn đấy.
Rồi, ok nha. Thì sau một hồi mình đây trời cũng sáng rồi này. Đây thì sau một đêm làm cũng như là một hồi mình cân ép rồi mình thử tải nhé, thì máy nó cũng ok đấy nhé. Đấy, rồi thêm cho khách một cái mạch 32 chế độ nhé, nó chỉ có băm băm lì thôi. Đấy, nó chỉ có trộn và lì thôi chứ không có chế độ khác nhé. Cái này khách yêu cầu nhé. Đấy, rồi sau một hồi là cân ép rồi các kiểu rồi nói chung là test các kiểu nhé, thì máy nó cũng ok rồi. Bây giờ tiến hành vệ sinh lại rồi đóng vô hộp lại nhé. Ok, đây đồng hồ các kiểu test nãy giờ test muốn lòi con luôn. Thì mình đã sửa xong cái con DT40.000H rồi nhé. Đấy, ok. Con quạt kia thì tí thì mình sẽ lắp sau nhé. Lắp sẽ hai quạt đấy, con này mất một quạt này. Thì mình sẽ lắp một quạt nữa nhé. Ok. Thì sau một khoảng thời gian thì cũng đã kiểm tra và sửa xong cũng như là vệ sinh xong cái con DT40.000H của bên Mạnh Mạnh Hùng nhé. Đấy, máy này máy của bác Văn Tân nhé. Rồi, đây. Dây đó thì mình cũng đã bọc keo kỹ càng này và làm cho nó gọn gàng nhé. Đấy, đây. Tất cả các phần này mình đều kiểm tra tất cả ngon lành rồi, phần công suất là kiểm tra chạy ngon lành rồi, hai phần này phần băm cũng đã kiểm tra tất cả linh kiện đều xong hết và đảm bảo là chạy ngon lành nhé. Ok đấy, rồi đây thì là khách yêu cầu làm cái mạch băm hai chế độ thì mình cũng làm băm hai chế độ nhé, băm mà tức là băm và lì ấy, chứ không có 6 chế độ nhé, chỉ có băm và lì thôi. Ok đấy, rồi mình cũng đã làm tất cả đều gọn gàng nhé, ốc cũng bắt tất cả đều là hết rồi nhé. Đấy, lúc đầu thì bắt ốc của nó ấy, lúc đầu ấy ốc về ấy, thì là nó chỉ có con không đấy, bây giờ thì mình bắt đều hết nhá, đấy đều hết nhá, hầu như con nào cũng có cái con tán hết nhá. Đấy rồi thì sau khi làm xong thì máy nó như vậy đây. Đấy, hộp thì cũng đã vệ sinh sơ qua cho nó gọn gàng và sạch sẽ nhá. Rồi đấy, ngon lành chắc chắn luôn. Ok đấy, phải nói con này làm lâu quái đạn luôn, con này kiểm tra các kiểu nó lâu cực kỳ nhá, rồi phải đấu dây các kiểu này đấy. Rồi thì bây giờ thì máy em rồi bây giờ thì em máy nó cũng đã ngon lành nhá. Rồi nào, còn về chế độ ấy mình cũng hướng dẫn sơ qua cho các cái xem nhá. Thì là cái chế độ thì con này nó sẽ là hai chế độ nhá, bên này sẽ là bên trộn sung này, đấy tắt này mở này, ok, còn bên này sẽ là bên đánh lì hoặc là bên tần số, đây là yếu này, đây là mạnh này. Đấy rồi, còn cái đồng hồ tần số đó thì mình thấy là nhiều cái không sai chứ mình bỏ nhé, mình không câu đâu, câu nó phức tạp quá với lại nó lằng ngoằng nữa, nói chung là làm cũng được ấy nhưng mà nó lằng ngoằng quá thì mình bỏ luôn nhé, không cần đâu. Anh em đánh cảm nhận thông qua cái giác quan thì nó ok hơn, còn cái điện áp thì nó cắm câu sẵn này mình cũng câu sẵn luôn, còn cái này thì câu lại thì mình thấy nó lằng ngoằng quá thì nên bỏ luôn nhé, không cần đâu. Đấy, còn đây là cái công tắc nông sâu này, rồi đây là cỏ nhé, còn đây là ra vợt đây. Rồi bây giờ mình test cho em xem nhé. Ok đây ấy, tiếng máy nghe khá lực nhé, 41.000 bà tần số thấp mà sáng trắng nhé. Đấy rồi lên mức có khoảng tầm là 40 này, à quên cái này, nếu như mà bác về mà bác thấy máy nó vẫn yếu ấy thì bác có thể chỉnh được cái tần số của nó nhé. Đây, ở đây nó có một cái con VR màu xanh này, đây là cái con VR giới hạn tần số nhé. Đấy thì nếu mà bác về bác thấy yếu quá thì bác có thể căn chỉnh lại, còn ở đây là em đã căn chỉnh sẵn rồi cho nó hợp lý nhé, chứ còn nếu mà mạnh quá thì nó sẽ mất màu nóng máy và rất dễ bị chết máy đó. Còn bác về bác căn chỉnh theo ý bác nhé, con này thì em đã căn chỉnh ở mức ổn định rồi đấy, không nên căn chỉnh lên cao quá nhé, con này là con VR giới hạn tần số nhé. Rồi test lại nhé, bóng ngàn sáng trắng bóng nhé. Đấy, rồi lên khoảng tầm 60 này. Khoảng tầm là 80 này. Sáng trắng đó. Con này không lên cao đâu, lên cao nếu mà lên full tần số của nó bóng 1.000 nó đứt ngay. Đấy. Bình xuống cũng còn 9 một mấy kìa. Đấy, rồi, khoảng tầm 8 mấy nhé. Đấy. Và lên full bình hoặc là full tải full tần số là bóng 1.000 này đứt ngay. Đấy, rồi đây là trộn này, trộn bật lên thì nó sẽ trộn nhé, tiếng máy nghe đã vãi đạn luôn. Ok đây là công tắc đông sâu này,
Đây là sâu này. Bịt sâu phải một bóng bằng hèn này, sáng trắng bóng này. Ui dồi, sáng trước cái nhà luôn. Đấy, đây là đông này. Cũng đèn sáng trắng bóng nha mày, sáng trước cái nhà luôn, kinh khủng không? Quá kinh khủng luôn nhá, 40 phép mà đâu đủ được. Đấy, 40 phép mà anh em đi phát đánh thuyền chứ. Đấy, quá mạnh nhá. Đây là full 100 nhá, đây là full 100 này. Úi dồi, 100 bóng mà bóng, tiếng máy nó kêu kinh khủng thật, bóng nghe này. Úi dồi, trắng bóng luôn, quá khiếp các bạn. Đấy, đây là mình đã giới hạn nhé, còn nếu mà mình để full tần số của mạch lên là nó chạy còn khiếp nữa cơ. Đấy, thì là con này nó chạy theo cái hệ là hệ mắc song song sau cầu diode. Đấy, mà mình khuyên anh em ấy là anh em là đang có ý định làm ấy thì không nên làm cái hệ song song nhé, bởi vì cái hệ song song này ấy, nó yêu cầu cái độ chính xác cao đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là chỉ cần một bên yếu thôi là nó đã ảnh hưởng nguyên toàn mạch rồi đó. Cho nên là anh em không nên làm cái hệ song song nhé, bởi vì là nếu mà anh em chạy hai biến áp ấy thì là một là chạy hệ nối tiếp, hai là chạy biến áp lớn hơn, còn ba là chạy phe đôi thì là nó sẽ ngon hơn. Còn chạy hệ song song này ấy, thì là nó vẫn được nhưng mà nó sẽ yêu cầu cái độ chính xác cao và nó sẽ không ổn định. Đấy, thì nó sẽ không ổn định. Ok, cho nên mình khuyên em là không nên chạy cái hệ kiểu mắc song song này, nó sẽ rất phức tạp và nó sẽ không ổn định theo thời gian nhé. Ok, thì giống như là anh em mắc ắc quy mắc song song nhau ấy, ắc quy mà mắc song song nhau ấy thì nó rất dễ là hỏng bình nhé.